Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh giá cao quan hệ chính trị ngày càng tốt đẹp và tin cậy thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao gần đây, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Myanmar Thein Sein hồi tháng 3 vừa qua, nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp cũng như giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai nhà lãnh đạo cũng đề nghị hai bên cần triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có như Ủy ban hỗn hợp, tham khảo chính trị, tiểu ban hợp tác thương mại, thường xuyên rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hợp tác chung. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận hợp tác quốc phòng an ninh đang có bước phát triển tích cực, nhất là sau khi hai bên ký thỏa thuận về hợp tác quốc phòng năm 2011 và hiệp định hợp tác về phòng chống tội phạm năm 2004, nhất trí sớm lập cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những kết quả quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian gần đây, nhất là trong 12 lĩnh vực ưu tiên đã được thỏa thuận tháng 4 năm 2010. Nhất trí cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có tổ chức hội chợ, triển lãm tại hai nước nhằm giới thiệu sản phẩm của nhau, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 500 triệu đô la Mỹ. Tổng thống Thein Sein khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar. Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng hai bên cần tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnh vực cụ thể như nông lâm ngư nghiệp, cây công nghiệp, viễn thông, dầu khí, khai khoáng, giao thông vận tải, lao động, văn hóa thể thao du lịch. Nhất trí giao các bộ ngành hữu quan xúc tiến đàm phán sớm ký kết một số thỏa thuận khác nhằm tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trên một số lĩnh vực. Tổng thống Thein Sein cũng đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn hợp tác đa phương, cũng như ủng hộ lẫn nhau, ứng cử vào các tổ chức khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ, hợp tác chặt chẽ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để Myanmar đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2014. Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhất trí quan điểm cần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, hoan nghênh tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông và tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 10 năm ký tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thực thi nghiêm túc và đầy đủ DOC và sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC. Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Myanmar Thein Sein đã chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ về trao đổi thông tin thanh tra giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Myanmar và thỏa thuận hợp tác về dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Năng lượng Myanmar. Tối nay, Tổng thống Myanmar Thein Sein và phu nhân đã chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.